chương 1891, ta cho ngươi đánh cái nền. 14 đọc sách. Chúng ta mấy cái ở chút tiếng ngưng cười lạnh trong tiếng, một lần nữa nhìn về phía chiến trường khi, hai giới dưới chân núi đã xuất hiện rất nhiều thuật sĩ. Khi đúng là quân gửi tuyết huấn luyện ra một chi cường quân. Ta cũng là sao lại mới biết được, quân gửi tuyết dẫn dắt thiên sát 16 cưỡi ở trong chốn giang hồ mai danh ẩn tích, là hắn trước tiên chạy tới hai giới sơn bố phòng. Đó là quân gửi tuyết duy nhất một lần nghe theo địa phủ văn thần điều khiển, nhưng cũng là cuối cùng một lần. Văn thần một hệ vì làm quân gửi tuyết có thể thuận lợi bắt lấy đế vương ở ngoài, không ngừng đem hắn trước tiên hai năm phái hướng hai giới sơn, còn làm hắn mang đi bị địa phủ văn thần mượn sức một vạn sáu nghìn danh thuật sĩ. Quân gửi tuyết ở hai giới dưới chân núi đóng quân hai năm, sớm đã đem những cái đó thuật sĩ huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư. Ai đều không có nghĩ đến, này chi tinh binh còn không có tới kịp ở thuật trên đường triển lộ tài giỏi, liền đâm hướng bỗng nhiên xuất thế hai giới sơn. Quân gửi tuyết mắt nhìn hai giới trên núi chậm rãi mở ra thiên lao chi môn, dương tay nói, truyền lệnh, toàn quân tập kết. Thuật nói đại doanh giữa trong lúc nhất thời kèn truyền đi, thượng vạn thuật sĩ bay nhanh tập kết. Thiên môn phía trên, thiên hồn kích động. Hai giới dưới chân núi, bóng người như nước. Quân gửi tuyết đạo, làm hoàng thiên công tới gặp ta. Không bao lâu, thiên công môn trưởng môn nhân hoàng thiên công liền vội vã đuổi lại đây, quân thống lĩnh, ngươi tìm ta. Quân gửi tuyết đạo, hoàng trưởng môn, nếu làm ngươi ở chỗ này tu một tòa tường thành ra tới, yêu cầu bao lâu? Ít nhất một vòng thời gian. Hoàng Thiên Công ngửa đầu nhìn về phía Quỷ Ảnh Thoáng động hai giới sơn, nhưng là, đến có người ngăn trở Thiên hồn mới được. Không có người bảo hộ Thiên Công môn đệ tử, chúng ta đừng nghĩ tu ra một tòa thành tới. Một ngày. Quân gửi Tuyết đạo, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ một ngày thời gian, một ngày trong vòng cần thiết đúc hảo cũng đủ ngăn cản Thiên hồn 10 ngày tường thành. Chuyện này không có khả năng. Hoàng Thiên Công thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ta quân thống lĩnh, ngươi đem ta tìm tới xây công sự, nhưng chưa nói còn có thể gặp phải Thiên hồn trở về a." À? chúng ta thiên công môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tổng cộng cũng mới ngàn tám trăm hào người a ngươi làm ta như thế nào xây công sự còn có hoàng thiên công chỉ hướng nơi xa chiến hào muốn xây công sự cần thiết ở cái kia vị trí nơi đó biến thành hồng câu chúng ta muốn đánh nền đều đánh không được còn như thế nào xây công sự quân gửi tuyết bích xác mời thiên công môn lại đây xây dựng tường thành nhưng là lúc ấy hai giới sơn chưa hiện toàn cảnh hoàng thiên công không dám dễ dàng tuyển chỉ chỉ có thể đem xây công sự sự tình tạm thời mắc cạn hiện tại hai giới sơn xuất thế, muốn xây công sự lại là thiên nan vạn nan. Lúc này, một cái ăn mặc kẹp áo bông, trong tay dẫn theo một cây đuổi mã roi dài lão nhân, lung lay đã đi tới, nếu là ta cho ngươi đánh cái nền đâu. Ngươi! Hoàng Thiên Công nói, lão gia tử, ngươi nhưng đừng đậu, ngươi lấy cái gì đánh nền? Ngươi chính là cái đánh xe, ngươi biết, như thế nào đánh nền sao? Hoàng Thiên Công nhận thức người nọ. Hắn là vương hồn thủ hạ, giang hồ bác tử, chi nhất roi. Cũng chính là trên giang hồ đánh xe người lấy mệnh đánh. Lão roi cười ha hả nói, chúng ta vừa chết, là có thể ngăn cản thiên hồn một canh giờ. Cũng đủ các ngươi đánh nền. Ngươi có làm hay không? Hoàng thiên công nghẹn họng nhìn trân trối nói, không phải. Ngươi từ từ. liền tính các ngươi đánh nền, ta cũng không có khả năng ở trong vòng một ngày tu ra một tòa tường thành tới. Ngươi có thể. Quân gửi tuyết giơ tay vỗ vỗ Hoàng thiên công bả vai, ta tin ngươi. Ngươi tin ta. Hoàng thiên công giận dữ hết, ngươi tin ta cái gì? ta mẹ nó chính mình đều không tin chính mình, ngươi tin ta. quân gửi tuyết miễn cười nói, phi sát truyền lệnh đi xuống, toàn quân chuẩn bị chiến tranh. chuẩn bị chiến tranh, từng tiếng hiệu lệnh ở thuật nói đại doanh trung hết đợt này đến đợt khác. quân gửi tuyết xoay người hướng lão roi thâm cút một cung, cung tiễn tiền bối. ha ha, lão roi xua tay nói, cái gì đưa không tiễn, làm thuật sĩ không phải sớm muộn gì được với diêm la điện thượng đi một sớm sao? hảo hảo đánh, chúng ta đều già rồi. thuật nói giữa các ngươi lão roi dơ thẳng lên trời đánh ra một cái vang tiên, các bạn già, chuẩn bị chiến tranh, đừng làm cho thuật nói bọn tiểu bối xem nhẹ chúng ta này đó lão gia hỏa. Lão roi cười dài mà đi, Hoàng Thiên Công che lại đầu ngồi sổng trên mặt đất ô ô khóc trống lên, các ngươi này đàn lão vương bác đảng A. Các ngươi là đang ép ta A. Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh, Thiên Công môn đệ tử toàn thể chuẩn bị chiến tranh. Quân gửi tuyết hơi hơi miễn cười nói, môn chủ cao thượng. Cao cái chó má. Lão tử phải bị ngươi hố chết. Hoàng Thiên Công khóc lóc đi rồi. Quân gửi Tuyết quay lại điểm tướng đài thời điểm. Một vạn sáu nghìn danh thuật sĩ đã chỉnh chỉnh tề tề đứng ở quân doanh ở ngoài. Xếp hạng đằng trước chính là lão roi dẫn dắt một trăm hai mươi chiếc chứa đầy thái sơn thạch xe ngựa. Lão roi từ trong xe rút ra một cái thuốc lá, mở ra đóng gói từng cây cấp những cái đó phu xe nhóm phát yên. Trong miệng còn lại nhảy thầm thì nói yên không được tốt lắm hoa. Cũng liền như vậy một cái. Sớm biết rằng đến mang chút rượu lại đây. Đoàn người không cần phải sốt ruột chờ tới rồi bên kia ta lại thỉnh các ngươi uống rượu. Uống rượu ngon. Những cái đó đánh xe võ thuật, một đám đều đã thượng số tuổi. Tuổi trẻ nhất người cũng đã đầu tóc hoa râm. Một đám người ngồi trên xe trừ yên, chờ lão roi lên tiếng. Lão roi ngồi trên xe mỹ mỹ trừ một ngụm yên, mới đem dư lại yên cấp nhất vào trong túi, cái này ta phải mang theo, nói không chừng đi xuống phía trước, còn có thể trừ thượng hai khẩu. Chương 1892, Tiên Thanh gào thét. 14 đọc sách. Lão roi vỗ vỗ hoàng thiên công, ta nói tiểu hoàng a ngươi nhưng đến nhìn chầm chầm a ta không biết khi nào đánh nền thích hợp ngươi nói đi ta liền đi hoàng thiên công ngậm nước mắt nói ngài lão trước triều. không vội bên kia vết nứt còn không có dừng lại chờ dừng lại lại nói hai giới sơn mặt vỡ còn đang không ngừng mở rộng đỉnh núi thiên hồn tụ tập quá vạn giống như bị đê đập ngăn trở nước lũ ở kế tiếp lên cao có thể dự kiến chính là một khi thiên hồn phát động thế công tất nhiên sẽ giống sông nước vỡ đê một phát không thể vãn hồi quân gửi tuyết sắc mặt bình tĩnh đưa tới một cái thuộc hạ phong tín tử ngươi là ta thủ hạ phụ trách tình báo người lúc này đây ta không cần ngươi đi cho ta tìm cái gì tình báo chỉ cần ngươi đem hai giới sơn trước phát sinh hết thảy hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục xuống dưới đem ta chờ chi lừng lẫy truyền thắp thuật nói là được chủ thượng người nọ lập tức quỳ xuống xuống dưới cầu chủ thượng làm ta cùng ngài cùng nhau đi truyền tin loại chuyện này có người đi làm là được ta muốn tùy chủ thượng chinh chiến ra trường quân gửi tuyết lắc đầu nói nơi này tin tức cần thiết có người truyền ra đi. Đổi thành người khác, ta không yên tâm. Đi thôi. Này không mất mặt. Người nọ là trong lúc nhất thời không có nhịn xuống, vì trên mặt đất lên tiếng khóc trống lên. Quân gửi tuyết lại không có lại đi để ý tới đối phương, như cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên lao đại môn. Trong chốc lát, hai giới sơn rốt cuộc đình chỉ chấn động. Hai giới dưới chân núi cũng mở ra một đạo 20 mét tả hữu, sâu không thấy đáy hồng câu. Cái này khoảng cách, cũng đủ ngăn cản chính thành trở lên thuộc sĩ lăng không bay vọt ở thiên hồn trong mắt lại là ngay lập tức mà qua khoảng cách thiên hồn có thể không kiên nể gì bay vọt hồng câu đánh chết thuật sĩ thuật nói quần hùng lại không cách nào lướt qua chiến hào thẳng đánh hai giới sơn hoàng thiên công lạnh lùng nói lão gia tử thời điểm tới rồi lão roi từ trong túi rút ra một cái vải đỏ mông mã mắt sở hữu phu xe hết thảy rút ra mảnh vải che lại ngựa đôi mắt mã mắt thấy không thấy đồ vật cũng chỉ có thể nghe phu xe chỉ huy người không sợ mã không ngừng roi sở chỉ chính là chính mình hoàng tuyền chi lộ lão roi hung hăng trừ hai điếu thuốc đem tàn thuốc ném đi ra ngoài lão huynh đệ nhóm đi qua một đám giống như tinh hỏa tàn thuốc từ phu xe trong tay phi lạc từng đạo vang tiên giống như sấm sét tạt nước trời cao 120 giá xe ngựa phấn khởi chạy như điên 120 người đầu bạc nên không loạn vũ phi dương bụi đất dần dần tới gần hai giới sơn thâm mương lão roi cũng ở trên xe thẳng thắng eo cuối cùng một cái vang tiên gào thét trên cao khi xe ngựa cách mặt đất dựng lên nghĩa vô phản cố lạc hướng về phía dưới chân núi núi đá lan xuống tiếng vang cách không truyền đến bị huyết nhiễm hồng thạch dám đảm đương cắm rễ ngầm nhiệt huyết hóa thành hồng mang tận trời mà thượng giống như liệt dương vây quanh hai giới sơn roi tuy lão nhiệt huyết hãy còn ở thiết cốt cao chót vót bọn họ dùng huyết cốt xây dựng nền vĩnh trấn hai giới hoàng thiên công hung hăng một sát nước mắt thiên công môn hạ thượng a phô kiều xây công sự thiên công môn đệ tử điều khiển thang mây xe nhằm phía hồng câu quân gửi tuyết vất tay nói cung tiễn yểm hộ Thiên sát 16 đem xuất 300 tiên phong đội, dứt qua đi, chiếm trước đầu cầu. Hướng 16 chiếc máy xe mang theo nổ vang tiếng động, từ đám người khoảng cách trung sông lên triền núi, bay vọt hồng câu tới bờ bên kia khi, trên núi thiên hồn giống như hồng thủy vỡ đê, chen chút mà xuống. Thiên sát 16 đem rút đao dựng lên, xuất lĩnh 300 thiết vệ nên hướng về phía cuồng cuộn mà đến thiên hồn. Hai bên hơi vừa tiếp xúc, 300 nhiều người đã bị che trời lấp đất thiên hồn chôn vùi trong đó. Ngay sau đó Giang, 300 đạo ánh đao liền ngạnh sinh sinh ở vô tận hồn trong biển xé ra một đạo chỗ hổng. Thiên sát 16 đem lấy huyết nhục chi thân liều chết ngăn cản thiên hồn, thiên công môn đệ tử cũng đem cương thang đưa đến chiến hào bên cạnh. Sắc thép thang mây hướng đối diện duỗi thân chi gian, vô số thiên hồn cũng đã vòng qua 16 đem bố trí phòng tuyến, từ hai nghiên hướng dưới chân núi đánh tới. Không lâu lúc sau, thiên hồn liền đụng phải thạch giám đảm đương bột phát ra hồng quang. Từ dưới chân núi nhìn lại, hồng mang sau lưng lân hỏa như nước, hồng lục làm bạn thực là hoành tráng. Chính là, Tất cả mọi người biết, thạch giám đảm đương chịu không nổi vô tận thiên hồn tiêu hao, không dùng được bao lâu, thiên hồn liền sẽ bằng vào số lượng thượng ưu thế phá tan phòng tuyến, sát hạ hai giới sơn. Thuật nói đại quân chưa hoàn thành tập kết, không người có thể kháng cự thiên hồn, chắc chắn tàn sát bừa bãi nhân gian. Phụ trách chỉ huy Hoàng Thiên Công đã kêu ách giọng nói, nhanh lên, lại nhanh lên, đem sở hữu cây thang đều triển khai, mau. Quân gửi tuyết đạo, đội cận vệ, tùy bổn tọa xung phong. Không được. Quân gửi tuyết cận vệ gắt gao ngăn ở hắn trước người, thống lĩnh, ngươi là một phương chủ tướng không thể đi đầu xung phong A. Quân gửi tuyết đẩy ra vài tên thủ hạ, mà nay, chúng ta có thể thông qua chiến hào người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bổn tỏa bất động, ai tới ngăn cản thiên hồn. Truyền lệnh. Quân gửi tuyết giơ lên bàn tay đương khẩu, lại nghe thấy hoàng thiên công khàn cả giọng hô, thiên công môn hạ, lấy thân là kiều. Quân gửi tuyết ngửa đầu nhìn lên, mấy cái thiên công môn đệ tử đã ngã xuống vũng máu giữa, nguyên bản tiến độ thông thả thang mây, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng quá chiến hào, đáp thượng bờ bên kia. Sát, quân gửi tuyết rút đao về phía trước, dưới trướng thuật sĩ theo sát sau đó, hướng quá thâm mương phát sát hướng về phía thiên hồn. Màu đỏ máu tươi, màu xanh lục lân hỏa đang chéo lưng chừng núi. Chương 1893, ngày xây công sự. 14 đọc sách. Thuật nói đại quân ở trên sườn núi sinh sôi đẩy ra một khối đất trống khi, quân gửi tuyết cũng đi hướng ông một khối thi thể gào khóc phi sát. Phi sát mắt thấy quân gửi tuyết đã đến, nhịn không được khóc hô, thống lĩnh, các huynh đệ đi rồi đi rồi một nửa còn nhiều a à. quân gửi tuyết bắt lấy phi sát đầu vai đem hắn túm lên một bạt tay đánh vào đối phương trên mặt phi sát tức khắc bị đánh mông quân gửi tuyết giận dữ hết đại chiến chưa ngăn các huynh đệ còn ở bắn huyết bác mệnh ngươi lại vì bản thân tư tình ở chỗ này gào khóc khóc trống có gì mặt mũi đi gặp chết trận huynh đệ đứng lên cầm lấy ngươi binh khí tùy bổn tọa xung phong liều chết đại chiến lúc sau bổn tọa bồi ngươi cùng nhau khóc là Tri sát quay người nhặt lên trên mặt đất trường đao, lại lần nữa hướng thiên hồn xung phong liều chết mà đi. Quân gửi tuyết huy đao về phía trước, xuất lĩnh bộ chúng hoành đẩy thiên hồn, hoàng thiên công cũng ở ầm ỉ trống giận, thượng cơ quan, xây công sự. Mau! Thiên công môn hạ cơ quan khí giới đánh một thạch tiếng vang, dường như trống trận thúc dục thuộc nói đại quân quyết chí tiến lên. Trên sườn núi thi hài đã chồng chất như núi, quân gửi tuyết còn ở xuất quân hướng thiên môn đột tiến, hai bên binh mã ở lưng chừng núi vị trí thượng kịch liệt va chạm từng khối bị thiên hồn lợi trảo xé rách thân hình, huyết nhục mơ hồ thi thể, từ sơn giang lăn xuống. Thiên hồn, thuật sĩ đều đang không ngừng tiêu hao. Quân gửi tuyết lưỡi đao cùng vũ chi giang, trước người lân hỏa rơi như mưa, bên người thuật sĩ lại bay nhanh giảm bớt. Mấy cái giờ lúc sau, nhóm đầu tiên lao ra thiên lao đại môn thiên hồn, đã toàn bộ bị chém giết ở hai giới sơn trước. Quá nửa thuật sĩ cũng hôn mê ở sơn giang. Quân gửi tuyết cử đao nhìn về phía đỉnh núi đến cực điểm, lại lần nữa tụ tập trọng lượng thiên hồn, đã chuẩn bị tốt lần thứ hai xung phong. Quân gửi tuyết cử đao nói, chuẩn bị. Quân gửi tuyết thanh âm xuống dốc, đế vương ý chí từ trên trời giáng xuống hướng quân gửi tuyết bao phủ mà đến. Quân gửi tuyết bản thân tu luyện chính là đế vương chi thế cùng đế vương ý chí cực kỳ phù hợp, hai người giao hội, hợp hai là một. Quân gửi tuyết lấy quân lâm thiên hạ chi tư đứng ngạo nghệ hai giới sơn, lấy hắn vì trung tâm hình thành khí tràng trong khoảnh khắc bao trùm dãy núi. Nguyên bản, đã là nỏ mạnh hết đà thuật nói đại quân, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu như hỏa, khí thế như hồng, hừng hực chiến ý, giận trùng tiêu hán quân gửi tuyết lại lần nữa dương đao khi toàn thân mang huyết phi sát bắt lấy quân gửi tuyết cổ tay áo cầu xin nói thống lĩnh ngươi đi nhanh đi trở về tập hợp bố trí huống thổ trước nay giữ được trường xanh thì sợ gì không củi đốt a à. Đi. quân gửi tuyết dương đao chỉ hướng dưới chân núi thượng vạn thuật sĩ lừng lẫy xả thân hôn mê sa trường đêm gối thanh sơn ta lúc này lâm trận bỏ chạy có gì mặt mũi đi gặp thuật nói quần hùng có gì mặt mũi đi gặp lịch đại tổ sư phi sát nói thống lĩnh ngươi có đế vương mệnh cách a Ngươi đi rồi, thiên hạ mới có thể an ổn, mới có người thống lĩnh thuật nói a. À. Quân gửi tuyết ha ha cười nói, Lý Phách giống nhau thân cụ đế vương khí vận. Hắn đứng ra xưng vương xưng đế sao? Hắn biết, có thể cứu thuật nói không phải đế vương, mà là thuật sĩ. Đế vương trở về chỉ có thể khiến cho thuật nói tinh phong huyết vũ. Quân gửi tuyết trầm giọng nói, chân chính đế vương, không cần kế thừa bất luận kẻ nào ý chí. Ta vì quân, đã vì thiên. Thiên hạ tôn ta, mà phi ta tôn tiền nhân đế vương chi chí, đơn giản là một loại trói buộc. Quân gửi tuyết bỗng nhiên cười nói, nếu là hai giới đường hai vị lang vương tại đây, giống nhau sẽ không kế thừa cái gì đế vương ý chí. Lý phách, có thể tan đi đế vương khí vận, ta liền có thể tan đi đế vương ý chí. Quân gửi tuyết nói chuyện chi gian, trên người đã có một đạo trùng tia sáng tận trời mà thường. Mang theo quân uy trùng tia sáng, xông lên trời cao lúc sau, ầm ầm băng tán hướng bốn phương tám hướng bay đi. Quân gửi tuyết tuy rằng tan đi đế vương ý chí, trên người uy thế lại càng hơn vài phần, đế vương chi khí tẩn hiện không thể nghi ngờ. Quân gửi tuyết dương đao gầm lên, chư quân, nguyện tùy bổn tọa chịu chết giả, tới. Quân gửi tuyết đi nhanh về phía trước, quanh thân nhiễm huyết thuật sĩ, theo sát sau đó, không hề sợ hãi hướng đi thiên lao đại môn. Nguyên bản, ở trên núi tập kết thiên hồn, thế nhưng tách ra một đạo chỗ hổng, cung cung kính kính đứng ở hai bên. Một người thân xuyên kim giác võ tướng, hướng quân gửi tuyết ôm quyền hành lễ, mặt tướng chịu thánh thượng chi mệnh, cung nghênh nhân gian đế vương thánh thượng thỉnh nhân gian đế vương nhập thiên cảnh một trận chiến quân gửi tuyết đạm nhiên nói phía trước dẫn đường đế vương thỉnh võ tướng dẫn quân gửi tuyết đi vào thiên lao đại môn mấy ngàn danh thuật sĩ thân ảnh dần dần biến mất ở thiên môn bên trong con nguyên bản tập trung ở hai giới trên núi thiên hồn cũng phản hồi thiên lao đóng cửa thiên môn hai giới sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh duy nhất có thể nghe thấy chính là thiên công môn đệ tử điên cuồng xây công sự tiếng vang Hành âm kia giống như là tự cấp thuật nói đế vương tráng hành chúc tím ngưng nhìn đến quân gửi tuyết biến mất ở thiên lao sau lưng lại cấp khúc mặt đảo thượng một chén rượu thuật nói hy vọng không có đế vương chết trận thiên lao đã thành kết cục đã định cho dù không có đế vương người mang tin tức chúng ta cũng sẽ đem này phiên tình cảnh truyền khắp thiên hạ thuật nói sẽ không đoàn tụ hai giới sơn các ngươi thua khúc mặt lý xuân phong đồng thời cười nói hết thảy đều còn không có thấy rốt cuộc ngươi cao hứng quá sớm chúc tím ngưng lắc đầu nói chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi một ngày lúc sau thiên công môn xây dựng tường thành đã chót vót ở hai giới sơn. Thiên công môn các đệ tử, lại hôn mê ở tường thành dưới. Chương 1894, tốt nhất đại các A. 14 đọc sách. Một ngày xây công sự, phi nhân lực nhưng vì, thiên công môn đệ tử vận dụng bí thuật, lấy sinh mệnh vì đại giới dựng nên cũng đủ ngăn cản thiên hồn tường thành, bọn họ cũng cùng ro giống nhau trở thành dưới thành hòn đá tảng. Hoàng thiên công không chết, cũng đã hao hết tinh lực, nhìn qua giống như là một cái gần đất xa trời lão giả, Hoàng Thiên công cố hết sức kéo một tòa đầu gỗ cái giá, từ đầy đất di thể trước đi qua, mỗi đi vài bước liền phải dừng lại thở dốc trong chốc lát. Bị quân gửi tuyết lưu lại phong tính tử cũng nhìn không được nữa, bước nhanh đi đến Hoàng Thiên công trước mặt, Hoàng trưởng môn, ngươi muốn làm gì, ta có thể đại lao sao? Hoàng Thiên công cười nói, phiền toái tiểu ca, đem ta cùng giá gỗ cùng nhau đưa tới đầu tường thượng đi. Lại đem ta cột vào trên giá. Phong tính tử không rõ nguyên do, lại vẫn là dựa theo Hoàng Thiên công yêu cầu đem hắn đưa lên đầu tường, trói lại đầu gỗ giá. Hoàng Thiên Công cười nói, tiểu ca, bên kia có một mặt trống to, còn có hai chỉ dùi trống, ngươi đem trống to dọn lại đây, đem dùi trống nhét ở ta trong tay. Phong tính tử đem dùi trống đặt ở Hoàng Thiên Công trong tay khi, đối phương hai mắt giữa dân lên một loại hồi quan phản chiếu dường như ánh sao, người cũng đi theo la lớn, thuật nói cùng bào, ta Hoàng Thiên Công đi rồi. Tại hạ hận không thể, cùng chư vị cộng chiến hai giới sơn, liền lưu lại nơi này cấp chư vị nổi trống trợ uy đi. Tiểu ca, giúp ta chuyển động một chút cơ quan phong tính tử rưng rưng chuyển động giá gỗ phía dưới cơ quan bó trụ hoàng thiên công đôi tay liền thay phiên di động mang theo hai tay của hắn từng cái gõ hướng về phía trống trận tiếng trống như sấm lại chỉ mang theo máy móc tính đơn điệu nhưng lại đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào rơi lệ đầy mặt hoàng thiên công mắt nhìn hai giới sơn chậm rãi nói quân thống lĩnh sát nhập thiên lao thiên công môn lấy mệnh xây công sự đại khái có thể cho thuật nói kéo dài 7 ngày thời gian 7 ngày lúc sau chúng ta thành còn có thể lại trắng ba ngày ba ngày hoàng thiên công chưa nói ra ba ngày lúc sau như thế nào lại nói một câu quân thống lĩnh a ngươi này một câu ngươi tin ta xem như hố chết ta không biết ta nói một câu ta tin ngươi có thể hố bao nhiêu người đi tìm cái chết hoàng thiên công trong mắt thần thái dần dần tan đi xác chết như củ múa may dùi trống ù ù tiếng trống không chỉ có chấn động hai giới sơn cũng chấn động thuật nói chúng ta cùng chúc Tiếng ngân chi gian đánh cuộc đang từ kia tiếng trống trung bắt đầu liên tiếp hai ngày hai giới sơn trước nhìn không thấy một bóng người đừng nói là khúc mặt ngay cả ta tâm đều phải trầm tới rồi đáy cốc ta không tin sở hữu thuật sĩ đều sẽ đi hai giới sơn nhưng ta cũng tuyệt đối không thể tưởng được suốt ba ngày không có một người xuất hiện Trúc tím ngưng nhìn hình ảnh trung như cũ ở gõ cổ hoàng thiên công đáng tiếc hoàng thiên công quân gửi tuyết đều tìm cái chết vô nghĩa a à? khúc mặt ngươi nhìn kỹ xem đi hoàng thiên công thi thể đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài thấm huyết ngươi xem hắn trong ánh mắt chảy ra huyết giống không giống như là nước mắt khúc mặt lý xuân phong các ngươi nhận thua đi Thuật nói sớm đã suy sút. Lý Xuân Phong Tiếu nói, còn có bốn ngày, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta tuyệt không nhận thua. Chút tím ngưng định liệu trước nói, kia hảo a, à. chúng ta lại chờ mấy ngày hảo. Ngày thứ năm ánh sáng mặt trời chiếu hướng về phía hai giới sơn thời điểm, đường chân trời thượng rốt cuộc xuất hiện bóng người. Một cái trung niên thuật sĩ, nắm một cái đoán bệnh người mù gậy dò đường, phong trần mệt mỏi xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt khi, Chút tím ngưng ha ha cười nói, đây là các ngươi theo như lời thuật nói đại quân, cái kia thuật sĩ. Nga, liền tính là thuật sĩ đi. Liền bình thường võ giả tu vi đều không có đi. Hắn luyện ra nội lực sao? Cái kia thuật sĩ trên người lại là nhìn không thấy tu hành võ đạo dấu vết, chỉ dựa vào hắn đầy mặt mồ hôi là có thể phán đoán ra, hắn liền thấp nhất giai thuật sĩ trình độ cũng chưa đạt tới. Sau lại, ta nghe người ta cùng ta nói rồi, cái thứ nhất đuổi tới hai giới sơn, cũng là cái thứ nhất chết trận ở hai giới sơn thuật sĩ, tên là Lý Nam. Năm ngày trước buổi tối, thiên hồn cùng thuật nói lần đầu giao phong, bị hoàng hoàng chỉnh chỉnh truyền thượng thuật nói diễn đàn, có người đứng dậy rời đi, có người ngồi ở trước máy tính thật lâu không nói. Lúc ấy, có người nhìn hắn cổng bọc hành lý đi ra gia môn, hắn thê tử một đường kêu gọi đuổi theo lại đây. Có người nghe thấy nàng ở kêu, ngươi đi xính cái gì anh hùng a? À? Lý gia bí thuật đã thất truyền, liền dư lại kia mười trương linh phù. Dùng hết linh phù, ngươi liền cô hồn giả quỷ đều giết không được. Ngươi chỉ có thể thông linh. Hai giới trong núi đều là thiên hồn a. À. Lý Nam ông thê tử an ủi nói, ta chỉ là đi xem, đi đem linh phù giao cho ta nhận thức thuật sĩ liền trở về. Yên tâm, ta khẳng định sẽ trở về. Lý Nam thật vất vả trấn an hảo thê tử, lại thấy phong thủy trên đường cái kia đoán mệnh người mù, chống gậy dò đường chờ ở đầu phố. Người mù gõ gậy dò đường nói, tiểu nam tử, lại đây túng ta đi. Chúng ta đến nhanh lên lạp. Lý Nam mắng, ngươi một cái người mù xem náo nhiệt gì. Người mù ha hả cười nói, năm đó ngô đại tiên sinh nghịch thiên, 300 mệnh sư tự vận huyền kính tư thời điểm, ta túng không đuổi kịp trận chiến ấy. Hối hận hảo chút năm A. À. Lúc này không túng, không thể túng A. À. Lý Nam nói thanh, phiền toái, mới kéo người mù gậy dò đường, hướng đầu phố đi đến. Chính là, Lý Nam thê tử rồi lại đuổi theo, người mù thúc. Người mù thúc. Ngươi từ từ, ngươi cấp Lý Nam tính một quẻ đi. Hỏi một chút cắt hung. Người mù lấy ra tam cái đồng tiền lớn ném vào hắn ngày thường đoán mệnh trên bàn, dùng tay sờ soạn vài cái nói, hảo quẻ, hảo quẻ A. À. Tốt nhất đại cát chương 1895, đại quân đã đến. 14 đọc sách. Lý Nam Thê từ lúc này mới yên tâm tới, chính là, sẽ xem quẻ người đều biết, đó là hung quẻ, đại hung. Người mù kia một quẻ không biết là ở tính Lý Nam, vẫn là ở tính chính hắn, cũng không có người lại đi giải quẻ. Bởi vì, phong thủy trên đường thuật sĩ đều đi hết, từ kia hung quẻ bên cạnh đi qua, ai cũng không có quay đầu lại. Cái kia phong thủy phố hoang, một hoang chính là 10 năm. Khi một ngày, người đi nhà trống không chỉ là kia một cái phong thủy phố chút tiếng ngưng đắc ý dào dạt nhìn về phía khúc mặt ngươi không phải nói thuật nói đều sẽ toàn lực ứng phó sao người đâu khúc mặt ngửa đầu nói ngươi xem đó là cái gì chút tiếng ngưng xoay người nhìn lên hai giới sơn ngoại đã là dòng người chen chúc xô đẩy mấy chục cái mấy trăm cái mấy ngàn cái thuật sĩ giống như hối nhập sông biển lại chảy vào đại dương mênh mông dòng suối dũng hướng hai giới sơn chút tiếng ngưng cũng không khỏi một trận thất thanh bài giáo cái bang mệnh sư ngươi bằng hữu ngươi huynh đệ ngươi địch nhân tất cả đều tới ngươi phát quá thuật nói tinh hỏa lệnh. Này không tính. Khúc mặt cười nói, ta cái gì cũng chưa phát quá. Ta vẫn luôn ở âm dương khách điếm. Chút tiếng ngưng lạnh lùng nói, ngươi không phải nói, tông môn cũng sẽ tham chiến sao. Người đâu? Tông môn không hiện, các ngươi cũng không thắng. Chút tiếng ngưng thanh âm lạc chỗ, mấy trăm nho sinh xuất hiện ở chúng ta tầm mắt giữa. Nho sinh chịu chết, như cũ bước đi thông dong, có chút người thậm chí cầm sách vỡ biên đọc biên đi. Ta không biết chính là, năm ngày trước đồng dạng sự tình, cũng xuất hiện ở nửa hiền trang ta cho rằng tông môn sẽ không tham chiến chính là nửa hiền trang đại nho lại bởi vì hạ mộng oanh một câu dốc toàn bộ lực lượng thiên công nổi trống ngày đó buổi tối một cái phiêu bạc bên ngoài nho sinh về tới nửa hiền trang cùng hắn năm đó cùng trường đau uống một đêm ước định một ngày lúc sau cùng nhau đi hai giới sơn cái kia nho sinh cố ý đào ra trong nhà chôn giấu rượu ngon chờ cùng cùng trường cộng uống lúc sau liền cộng phó kiếp nạn chính là mặt trời lên cao nửa hiền trang lại là đại môn nhắm chặt Nho sinh tự hồ cũng hiểu rõ cái gì, cười ha ha nói, nguyên lai, like, đồ ngốc chỉ có ta chính mình a. À. Nho sinh sau khi cười xong, mặc vào đã trắng bệch nho phục, đem tổ truyền xuân thu bút treo ở bên hông, một ngụm uống cạn hắn bị hạ rượu lâu năm, bước đi hướng ra phía ngoài đi ra. Hắn không có đi ra rất xa, liền thấy nghênh diện mà đến hạ mộng anh. Hạ mộng di đối mặt nửa hiền trang dương giọng hỏi, nho môn, có nam nhi không? Nửa hiền trang trung yên tĩnh không tiếng động. Khi nho sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hạ tiểu thư, đi thôi mang ta đi đến cậy nhờ hai giới đường. Hạ mộng oanh như cũ mắt nhìn nửa hiền trang, nho môn, có nam nhi không? Nho môn nam nhi, ở, nửa hiền trang đại môn ấy nấy rộng mở, một đám chỉ có mười mấy tuổi hài tử, thân xuyên nho phục, sóng vai ra trang. Dẫn đầu hài tử mang theo vài phần tính trẻ con hô, nho môn nam nhi. Nguyện phó hai giới sơn. Hạ mộng oanh không khỏi nhắm hai mắt lại, nàng tới nửa hiền trang cầu viện, lại không phải muốn mang đi nho môn tương lai. Hạ mộng oanh đang muốn xoay người chi gian, lại nghe thấy có người hoành thanh đáp, nho môn nam nhi, ở. Hạ mộng oanh lại trợn mắt khi, nữ hiền trang nho sinh đã chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trang môn ở ngoài, đi đầu học giả uyên thâm râu tóc bạc trắng. Sau này đó là tuổi bất hoặc nho môn trụ cột vững vàng, lại sau này đi, mới là vừa rồi những cái đó mặt mang tính trẻ con nho môn nam nhi. Cầm đầu học giả uyên thâm chỉ nói một câu, chưa thành nho sinh giả, hồi trang đọc sách, không thể chậm trễ sớm khóa. Đối phương bước đi thông dong lướt qua Hạ Mộng Anh, chạy tới hai giới sơn. Hạ Mộng Anh đang cười cái kia nho sinh đang cười, nước mắt lại ở bọn họ trên mặt tùy ý chảy xuôi. Chỉ là khi đó, chút tím ngưng, khúc mặt, bọn họ không thấy được hội tụ mà đến thuật sĩ, chỉ có thể nhìn đến trống không hai giới sơn. Nho môn tham chiến, không lâu lúc sau, đạo môn tu sĩ trường kiếm mà đến. Lại quá một lát, phật môn cao tăng cũng xuất hiện ở hai giới dưới chân núi. Chút tím ngưng bỗng nhiên thét to, đạo môn người không có mặt đạo bào, đệ tử phật môn cũng không khoác áo cà sa, bọn họ hoàn tục bọn họ không tính tông môn đệ tử, chỉ có thể xem như thuật sĩ. Các ngươi vẫn là không thắng. Khúc mặt cũng lười đi để ý đối phương, chỉ là cười nhìn về phía hai giới dưới chân núi thuật sĩ, Xuân Phong, người nói hai giới dưới chân núi có bao nhiêu người. Khẳng định vượt qua năm đó linh quan tán nhân chỉ huy kia tràn đại chiến. Lý Xuân Phong hít mắt nói, ta nói, ít nhất hẳn là có 7-8 vạn người đi. Không đúng, hẳn là có 10 vạn người. Dương Giang thuật sĩ, đại khái có 12-13 vạn trừ bỏ lão nhược bệnh tàn, bọn họ đều tới. Mười vạn thuật sĩ khẳng khái chịu chết. Thuật nói bất diệt, nhân thế vô ưu. Khúc mặt cười nói, nói rất đúng, thuật nói bất diệt, nhân thế vô ưu. Tạ nửa quỷ, vương hồn đại quân cũng nên tập kết hoàn thành đi. Không lâu lúc sau, hư không nổ tung, vô tận bát ngát binh mã xuất hiện ở trời cao phía trên. Phá quân quỷ vương, tạ nửa quỷ. Thất sát quỷ soái, vương hồn. Rốt cuộc tới. Giờ khắc này gian, thiên lao đại môn cũng ầm ầm rộng mở, một đội người mặc kim giáp binh lính nâng chiến kỳ bao trùng sát chết biểu tình nghiêm nghị từ môn trung đi ra cầm đầu thiên hùng nói thánh thượng có chỉ nhân gian đế vương quân gửi tuyết xuất bốn nghìn thuật sĩ anh dũng chết trận trẫm niệm này anh dũng trả lại di thể vọng thuật nói lấy đế vương chi lễ hậu táng chi nguyên bản nhân sinh ồn ào thuật nói quần hùng trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ cũng không biết là ai nói một câu quân gửi tuyết chết trận thuật nói không có đế vương người nọ thanh âm không lớn lại làm tuyệt vọng cảm xúc ở thuộc đạo nhân trung bay nhanh lan tràn. Chương 1896, lão tử chính là đế vương. Thuộc nói tìm kiếm tham lan, chờ đợi đế vương thời gian lâu lắm. Chỉ có đế vương mới có thể chống lại thiên kiếp tư duy, đã ở sở hữu thuật sĩ trong lòng ăn sâu bén rễ. Mà nay, đế vương chết trận, tương đương là bóc tắc thuộc nói hy vọng. Chưa từng khai chiến, liền quân tâm dao động, một trận chiến này, còn có thủ thắng hy vọng sao? Quân gửi tuyết thi thể bị sắp đặt ở hai giới sơn trước trận khi, thuật nói danh túc vội vàng đuổi kịp đi vây quanh quân gửi tuyết bọn họ nhìn như chặn thuật sĩ tầm mắt trên thực tế lại là ở thương nghị đối sách không có đế vương ai còn có thể ủng hộ quân tâm thiên hồn võ tướng lại vào lúc này mở miệng nói nhân gian lại vô đế vương thuật nói đã bại thánh thượng có thương hại ngươi chờ đối phương nói còn chưa dứt lời liền nghe thấy có người giận dữ hết ai nói nhân gian không có đế vương lão tử chính là đế vương mọi người theo tiếng nhìn lại khi lại thấy tạ nửa quỷ huynh để kết nghĩa Quỷ nha Song Kiêu chi nhất mập mạp thăng chức, thân xuyên long bào, tay cầm phương thiên hỏa kích tòng quân trận sau lưng đi nhanh mà đến. Mập mạp kia một thân trang điểm mang theo vài phần buồn cười, người lại long hành hổ bộ, uy nghi khổng khi. Mập mạp thăng chức vừa đi vừa nói chuyện nói, như thế nào là đế vương? Đế vương trước nay liền không phải một cái tôn vị, càng không phải ngồi trên long ỷ người. Đế vương, này đây thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đảm đương, là vì thương sinh chính chết bất hối dũng khí, là vì xã tắc cam nguyện từ bỏ đế vương chí tôn vô tư thế nhân toàn cho rằng người vương đến thương mà ngăn. Kỳ thật, trên đời này từ hạ mở ra thủy liền lại không người vương. Phụ truyền tử, gia thiên hạ khi, cũng đã đoạn tuyệt người vương chi lộ. Thế gian không người vương, thế gian không loạn, nhân tộc chưa suy, cũng không phải trời cao lại an bài cái nào thiên tử trở thành đế vương, mà là ở mấu chốt thời khắc có người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Chư vị, đế vương không ở, nhưng là ở đây chư vị, mỗi người đều có thể vì đế vương. Đương ngươi vì nhân tộc mà chiến, đi đầu xung phong liều chết một khắc, ngươi chính là đế vương cao mập mạp đi đến tam quân hàng đầu dơ lên cao phương thiên hỏa kích đại minh chư tướng theo trẫm xung phong liều chết nhật nguyệt núi sông vĩnh ở nhân tộc ý chí vĩnh tồn lão tiền minh pháo xếp hạng đại minh quân mã cuối cùng trịnh quốc công hỏa thần gia trịnh tiền trinh nhìn về phía cao mập mạp bóng dáng không khỏi cảm xúc mênh mông thật giống năm đó a à. năm đó tiên đế bị nhốt biên thành thánh thượng cùng vương gia xuất bộ xung phong khi tiên đế nói như thế nào tới đối vạn pháo tề minh vì đàn ông nhóm tráng hành. Tiên phụ lại là nói như thế nào tới? Đạn pháo đánh hụt, thượng chém sơn đao, toàn thể ác thượng, trịnh gia phải vì ta chủ tận trung. Bọn hài nhi, vạn pháo tề phát. Minh súng ống đạn dược khí điên cùng rít gào chi gian, cao mập mạp, tạ nửa quỷ, phóng ngựa sóng vai, sát hướng thiên lao, hai lộ đại quân thủy triều ở không trung chạm vào nhau. Thiên hồn, anh linh, ở từng tiếng hò hét trung hàng ngàn hàng vạn hóa thành bụi bặm, xanh biếc lân hỏa, dường như mưa to trên cao bay xuống máu đào nhiễm biến núi sông bi tráng cùng hào hùng kinh thiên động địa. xuất lĩnh đại quân vương hùng thét dài nói hảo một người người toàn vì đế vương đều là quan tài môn hạ cường quân thất sát một mạch há có thể làm phá quân giành trước mỹ danh thất sát môn hạ nâng quan tán thiên đi theo ta vương hùng dưới tòa cự quan bị vạn quỷ nâng thượng giữa không trung hướng thiên lao va chạm mà đi trên bầu trời lân hỏa càng hơn tiếng giết càng dữ dội hơn thiên địa hoàn toàn trầm tiếng xanh biết ánh huỳnh quan giữa hai giới sơn trận chiến đầu tiên hai bên đầu nhập vào toàn bộ tinh nhuệ chém giết đặc biệt thảm thiết tại nửa quỷ vương hùng chưa từng nghĩ tới có thể một trận chiến đại thắng bọn họ là ở lớn nhất hạng độ tiêu hao thiên hùng tinh nhuệ đem tương đối càng nhược tạp binh để lại cho thuật nói đại quân đại chiến một ngày một đêm tin giữ lại từ hai bên không ngừng truyền đến đại minh cẩm y vệ chỉ huy sứ mục tam bỏ mình đại minh đông xưởng đốc chủ mạch tâm bỏ mình đại minh hoàng đế gần hầu tùy tâm sở dục bỏ mình Đại minh nhất đẳng công trịnh quốc công, bỏ mình. Đại minh nhất đẳng công từ quốc công, bỏ mình. Đại minh hoàng đế thăng chức, sống vai vương tại nửa quỷ cùng với quỷ nha tám đêm, sát nhập thiên lao không biết tung tích. Thất sát một mạch giang hồ bát tử, toàn thể chết trận. Thất sát một mạch năm ngự môn thuật sĩ, toàn bộ chết trận. Thất sát một mạch thiên tài bắn cung sĩ, toàn thể chết trận. Thất sát một mạch thiên số học sĩ, toàn thể chết trận. Thất sát quỷ soái, vương hồn với thiên lao mất tích. Gần là một ngày một đêm, quan tài môn hạ hai lộ tinh nhuệ tẩn hủy. Khó có thể đếm hết thiên hồn như cũ cuồn cuộn không ngừng trào ra thiên lao, thuận sơn mà xuống. Vẫn luôn nghẹn khí không dám nói lời nào chút tiếng ngưng rốt cuộc khoảng quá một hơi tới, khúc mặt, Lý Xuân Phong, thuộc nói duy nhất dựa vào hai cái chỗ dựa không có. Thuộc nói rắn mất đầu, còn dám tiếp tục xung phong sao? Chúng ta đánh cuộc đệ tam điều không có đạt tới, các ngươi vẫn là thua. Lý Xuân Phong mỉm cười nói, thuật nói đã không cần cái gì đế vương, bọn họ lập tức liền sẽ khởi xướng xung phong ngươi xem thường thuật giả chi tâm thuật sĩ hò hét theo lý xuân phong một tiếng cười dài bỗng nhiên truyền đến sát muôn vàng thuật sĩ ở không ai chỉ huy không có bài binh bố trận dưới tình huống xông lên hai giới sơn lướt qua nổi trống hoàng thiên công sát hướng thiên môn vô số kẻ linh phù phát khí ở trong núi dẫn bạo ngũ thải tân phân điện quan hỏa ảnh cuối cùng đều bị hội tụ thành hai loại nhan sắc huyết hồng xanh biếc hai giới sơn bị kia lan tràn sắc thái sinh sôi phân cách thành hai nữa một nửa đỏ thắm chói mắt, một nửa xanh biếc lóa mắt. Ở trên ngọn núi tung hoành chém giết thuật sĩ, đã phân không rõ chính mình dưới chân dẫm lên chính là chiến hữu thi cốt, vẫn là hai giới sơn nham thạch, chỉ biết điên cuồng hò hét, điên cuồng chém giết. Chương 1897, Thủy Tinh Hồ Ly Hai giới sơn huyết chiến còn ở tiếp tục. Hết thảy binh pháp, hết thảy mưu tính, đều đã mất đi tác dụng. Dư lại cũng chỉ là bản năng chém giết. Đã sát điên rồi thuật sĩ, phân không rõ chính mình sống hay chết, ngã xuống lúc sau liều mạng đứng lên xung phong liều chết. Bọn họ đã không biết, đứng lên chính là chính mình thân thể, vẫn là chính mình quỷ hồn. Từ ta góc độ, lại có thể thấy vô số anh linh từ thi thể của mình thượng bay lên giữa không trung, cùng thiên hồn dây dưa ở bên nhau liều mạng cắn xé đối thủ, thẳng đến có một phương hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Chúc Tiến Ngưng đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, Lý Xuân Phong lại giận dữ hết, Chúc Tiến Ngưng, ngươi còn không nhận thua. Chúc Tiến Ngưng thét to, ai nói ta thua? Ta không có thua, các ngươi ngay từ đầu không phải cũng là thua đánh thắng muốn chính là kéo dài ba ngày mới chờ tới thuật nói đại quân sao ai biết một ngày lúc sau thuật nói có thể hay không toàn bộ hỏng mất không ai tiếp tục xung phong ta không có thua lý xuân phong nhàn nhạt cười nói ngươi có nhận thua hay không đã không quan trọng ngươi chỉ còn lại có một cái tử lộ niệm ở quá khứ tình cảm thượng ta cho ngươi cơ hội tự sát chúc tím ngưng lạnh lùng nói lý xuân phong ngươi nằm mơ đi các ngươi binh mã đều bị âm dương khách điếm sở khống chế ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Ta không muốn chết, ngươi đồng dạng không nghĩ làm con của ngươi chết. Có bản lĩnh, ngươi liền dẫn, bạo chân nguyên tạc bằng âm dương khách điếm, cùng lắm thì ta và các ngươi lý gia già trẻ đồng quy vô tận. Lý Xuân Phong nói, có thể muốn mạng ngươi người đã tới rồi. Lý Phách, ngươi kêu người đi. Ta dơ lên đôi tay lăng không chụp hai hạ, hai giới đường môn hạ, đưa thánh nữ lên đường. Ta vỗ tay rơi xuống, nơi xa liền bay tới hơn một ngàn trảng bạch đèn, mỗi một trảng bạch đèn dưới, đều đi theo một cái toàn thân hắc y hắc giáp kỵ sĩ. Đối phương không ngừng không nói một lời, ánh mắt lộ ra lạnh băng càng không giống như là người sống. Cầm đầu Vương Tiểu Hoáng lạnh giọng quát, Bạch Đèn môn hạ Vương Tiểu Hoáng, xuất sơn hải huyền kỵ, thỉnh thánh nữ chịu chết. Vương Tiểu Hoáng thanh âm vừa ra, Giang đều từ thanh âm cũng mang vô tận sát khí từ một cái khác phương hướng truyền đến, quan tài môn hạ Giang đều từ xuất lĩnh thiên nhai vệ, thỉnh thánh nữ chịu chết. Phán quan môn hạ mượn mệnh người phong nếu hành, xuất tu la vệ thỉnh thánh nữ chịu chết. Phong nếu hành vẫn luôn đứng cách ta không xa địa phương, chờ nàng mở miệng thời điểm, phía sau thế nhưng cùng ra số lấy ngàn kế, quanh thân khoát huyết tu la ác quỷ. Quỷ quan môn hạ lâm chiếu, lâm tản, xuất quỷ quan môn thuật sĩ thỉnh thánh nữ chịu chết. Lâm chiếu tới, nàng nói qua khi ta chinh chiến hai giới sơn thời điểm, sẽ mang quỷ quan môn tới cấp chúng ta trợ trận, nàng không có nuốt lời. Ta bên người sau mỗi xuất hiện một đội nhân mã, chúc tím ngưng sắc mặt liền sẽ trắng bệch vài phần. Chúc tím ngưng thẳng đến nghe thấy có người hô, hai giới đường môn hạ mượn mệnh người dư vô sinh xuất lĩnh ba nghìn mượn mệnh người thỉnh thánh nữ chịu chết mới hoàn toàn hỏng mất chúc tím ngưng nói năng lộn xộn hô các ngươi các ngươi là vào bằng cách nào âm dương khách điếm đã bị lăng sóng thánh nữ phong tỏa không ai có thể đi vào tới ta để sau lưng đôi tay đi phía trước đi rồi vài bước hai giới đường người cũng không toàn bộ tiến vào âm dương khách điếm ngươi tổng sẽ không cảm thấy chúng ta hai giới đường người là ở bên ngoài nhìn trời nhi ngắm phong cảnh đi chúc tím ngưng lạnh lùng nói hai giới hai đại tính sư, tất cả đều ở khách điếm mặt, các ngươi lấy cái gì tính tiến vào khách điếm đường nhỏ. Ta cười nói, ngươi nói không sai. Các ngươi ngay từ đầu lợi dụng tám đạo tặc đem chúng ta toàn bộ kéo vào âm dương khách điếm, chính là vì ngăn cản chúng ta từ bên ngoài tính toán tiến vào khách điếm đường nhỏ. Bất quá, ngươi đã quên, trên đời nhưng không ngừng chúng ta mấy cái tính sư. Nói hưu nói vượng. Tính sư chỉ có tam mạch, chút tím ngưng nói chưa nói xong bỗng nhiên kinh thanh nói, du kình đuốt. Chính đầu yêu hồ Du Kình Duốt tuy rằng không phải tính sư truyền nhân, nhưng hắn lại là có thể so với tính sư tồn tại. Huống hồ, Du Kình Duốt vẫn luôn cắm rễ ở Luân hồi Tư, có này ưu thế, hắn có thể tính không ra như thế nào tiến vào âm dương khách điểm sao? Chúc Tiếm Ngưng như là điên rồi giống nhau hô, không có khả năng Du Kình Duốt sẽ không phản bội ta. Hắn tuyệt không sẽ. Lão Lưu nhàn nhạt nói, Chúc Thánh nữ nếu không tin nói, có thể xem hắn cho ngươi tính vật. Chúc Tiếm Ngưng bay nhanh từ trên người lấy ra một con thủy tinh hồ ly xuyên thấu qua kia tinh oánh dịch thấu bạch thủy tinh có thể rõ ràng thấy hồ ly ngực vị trí thượng có một cái tâm hình điểm đỏ lão lưu phe phẩy cây quạt nói cửu vĩ yêu hồ đính ước tính vật quả nhiên độc đáo bất quá này hồ ly chỉ có thể niết ở trong tay lại không thể thác ở trong tay bằng không thủy tinh hồ ly liền sẽ toái đến rơi rất tan tác ta không tin chút tiếng ngưng ngoài miệng nói không tin tay lại gắt gao nắm thủy tinh hồ ly lão lưu hỏi ngược lại ngươi nếu không tin vì cái gì không đem hồ ly thác ở trong tay nhìn xem đâu lão lưu thanh âm bỗng nhiên cất cao vài phần ngươi không phải là không dám đi ta chúc tím ngưng cắn răng nói ai nói ta không dám ta hiện tại liền nâng lên tới cấp ngươi xem chúc tím ngưng run rẩy xuống tay cánh tay chậm rãi mở ra nắm thủy tinh hồ ly bàn tay kia mang theo vài phần tươi cười thủy tinh hồ ly còn ở chúc tím ngưng trong tay hơi hơi rung động chúc tím ngưng liền trước nhẹ nhàng thở ra các ngươi xem chúc tím ngưng còn chưa nói ra nhìn cái gì kia chỉ thủy tinh hồ ly liền ở nàng trong tay toái rơi rất tan tác hồ ly trên ngực kia phiến màu đỏ thủy tinh không biết như thế nào đạn thượng giữa không trung. Chương 1898, đao trảm chút tím ngưng. Thủy tinh hồng tâm, ở nhảy tới cùng chút tiếng chăm chú nhìn tuyến đồng loạt độ cao thượng vỡ thành hai nửa. Hồng tâm vỡ vụn, giống như là một cái riêng tín hiệu, phụ cận có dấu luân hồi tư phục binh không gian cái trắng cũng ở kia một tiếng dòng vang lúc sau, liên tiếp tạc nứt. Luân hồi tư cuối cùng một chi phục binh hoàn toàn bại lộ ở chúng ta trước mặt. Lý Xuân Phong mảnh vung tay lên nói, sát âm dương trong khách sạn mấy đạo nhân mã đồng thời nhào hướng đối thủ cùng luân hồi tư tinh nhuệ treo cổ ở cùng nhau âm dương khách điếm trong nháy mắt bị đao quan kiếm ảnh sở bao trùm chút tiếng ngưng lại bất lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất nàng biết đại thế đã mất luân hồi tư tinh nhuệ ở như thế số lượng cao thủ trước mặt bất kham một kích không dùng được bao lâu luân hồi tư liền không còn nữa tồn tại lý xuân phong khúc mặt sóng vai đi tới chút tiếng ngưng bên người lý xuân phong đem một cây đao ném xuống đất chính mình động thủ đi chút tím ngưng đầy mặt nước mắt ngẩng đầu lên Du Kình Đúc nói qua, hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Vì cái gì? Ta cũng đi đến chút tím ngưng bên người, hắn không phản bội ngươi tiền đề, là ngươi không phản bội hắn. Trên đời nam nhân, không phải ai đều sẽ ở bị người thương qua sau còn sẽ trở về. Hồ ly trả thù, thường thường tới ác hơn. Ta không tin. Chút tím ngưng tụ lại thân giận dữ hét, Du Kình Đúc, ngươi đi ra cho ta. Ra tới thấy ta. Chút tím ngưng liền hô vài lần, đều không thấy Du Kình Đúc đáp lại, ngược lại là quanh thân là huyết thuật nói cao thủ từ bốn phương tám hướng hướng nàng súng lại lại đây. Ta nhàn nhạt nói, thánh nữ lên đường đi. Ta, chút tím ngưng mang theo khẩn cầu nhìn về phía sư phụ ta, khúc mặt, ngươi. Động thủ. Ta nói chuyện chi gian cái thứ nhất trắng sư phụ ta trước mắt. Diệp Dương, Lão Lưu, đêm tối kêu một đám phi thân mà đến, ở sư phụ ta trước mặt liền thành một đạo người tường, cắt gao chống đỡ hắn tầm mắt, không cho hắn đi xem chúng ta sau lưng tình hình. Khúc mặt thở dài một tiếng, chuyển qua thân hình khúc mặt khúc mặt chút tím ngưng ở người tường sau lưng khàn cả giọng kêu sư phụ ta tên có lẽ nàng là có chuyện phải đối sư phụ ta nói có lẽ nàng là muốn thấy sư phụ ta một mặt lại có lẽ nàng chỉ là ở đơn thuần cầu cứu nhưng là những cái đó đã không quan trọng giang hồ ân ân oán oán cuối cùng đều phải ở lưỡi đao trung kết thúc ta nghe thấy đến từ chính vương đồ tể đao thanh ở ta bị sau đột nhiên dựng lên chút tiếng ngưng thanh âm cũng đột nhiên im bặt luân hồi tư thánh nữ rốt cuộc ở âm dương trong khách sạn hạ màn. Nàng cùng khúc mặt, du kình đút phía trước ái hận là thật là giả, đã không thể nào nghiệm chứng. Ta hoài nghi quá năm đó tính kế sư phụ ta người, không phải chút tiếng yên mà là du kình đút. Chính là du kình đút đối chúng ta tránh mà không thấy, chân tướng tự nhiên cũng liền đá chìm đáy biển. Ta không nghĩ tới đi tìm du kình đút, khi đối ta, đối sư phụ ta đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta cũng tò mò quá chút tiếng ngưng đến tột cùng từng yêu ai nhưng là, sư phụ ta không muốn đi tìm tòi năm đó chân tướng, cũng liền không có người lại đi hỏi thánh nữ tình về nơi nào. Ta đi đến khúc mặt sau lưng, sư phụ, ngươi khỏe không? Khúc mặt chậm rãi xua tay nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta còn kịp thương Xuân Bi thu sao? Sư đệ, các ngươi kế hoạch khởi động. Ta quay đầu nhìn về phía ta ba thời điểm, lại thấy hắn ngậm nước mắt gật gật đầu nói, khởi động, lão thượng hẳn là cũng đi. Ta tức khắc hoảng sợ, ba. Ngươi nói cái gì? Lão thượng, hắn làm sao vậy? Lý Xuân Phong thở dài nói, lão thượng tự mình cải biến sổ sinh tử, cho nơi này mỗi cái mượn mệnh người ba ngàn năm thọ mệnh. Không có ngàn năm số tuổi thọ, các ngươi hướng bất quá thiên lao cái trắng. Nhưng là, sổ sinh tử lại không cho phép có người cải biến, lão thượng xúc phạm địa phủ thiết luật, không ai có thể cứu được hắn. Dư vô sinh vào lúc này đã đi tới, đối với ta ôm quyền nói, chủ công, chúng ta phụng thượng đại nhân chi mệnh, lại đây nghe ngươi điều khiển. Ta rung giọng nói, lão thượng đâu? Dư vô sinh trả lời nói, Thượng đại nhân đưa chúng ta lại đây lúc sau, liền hồi địa phủ đi, nói là muốn tự thú. Ta trầm trọng gật đầu nói, ta hiểu được. Lý Xuân Phong nói, lúc này đây vì ứng đối thiên kiếp, trả giá đại giới người không ngừng lão thượng. Phong nếu hành sư phụ, trung phán quan, lặng lẽ thả ra ba nghìn tu la quỷ, giao cho phong nếu hành chỉ huy. Cũng giống nhau là xúc phạm địa phủ thiết luật. Lý Phách, làm phụ thân, ta không hy vọng ngươi cuốn tiến ứng kiếp chi chiến, chúng ta hai cha con có một người xuất chiến cũng là đủ rồi nhưng là, làm thuật sĩ, ta cần thiết làm ngươi xuất chiến. Đây là thuật sĩ trách nhiệm. Ngươi minh bạch sao? Ta gật đầu nói, ta minh bạch. Lão Lưu, ngươi cùng Linh liên thủ suy tính đi trước thiên lao đường nhỏ. Thiên kiếp cuối cùng một trận chiến, cần thiết từ chúng ta mượn mệnh người ra tay. Cẩn tuân chủ công hiệu lệnh. Lão Lưu đi tới Linh bên người, Linh thống lĩnh, kinh thiên ván cờ, xem ngươi. Lão Phu tới suy tính đường nhỏ. Không điểm đầu lúc sau lấy ra bàn cờ ngồi xuống, Mắt nhìn nơi xa sao trời rơi xuống một tử. Sao trời vì bàn, quỷ thần vì cờ. Này bàn cờ, chỉ có tính sư nhân hạ. Ta xoay người nói, mọi người, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thiên lộ mở ra, sở hữu mượn mệnh người tùy ta cùng nhau đánh sâu vào thiên lao, những người khác toàn lực chặn thiên hồn. Mọi người mã đều ở có tự điều động, ta lại xoay người nhìn về phía đại chiến không ngừng hai giới sơn. Chương 1899, Vì Gia Hai giới trên núi thiên hồn càng ra càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường thuật nói đại quân vài lần bị áp hướng tường thành, vài lần mạnh mẽ hướng đỉnh núi đẩy mạnh. Thuật giả máu tươi hội tụ dòng suối, ở hai giới trên núi trút ra không thôi, tồn tại thuật sĩ, lại không kịp khóc thúc thiết, ở lần lượt hò hét trung sát hướng cường địch. Ta chậm rãi nói, Diệp Dương, ngươi nói, chúng ta này đó thuật sĩ, thành không được tiên, làm không được quan, phát không được tài. Mang theo ngũ tệ tam quyết vận mệnh. Lại muốn gánh vác bảo hộ nhân gian sứ mệnh. Thuật sĩ đến tột cùng là vì cái gì? Vì gia, Diệp Dương nói, đã từng Diệp Ngàn Dương cũng hỏi qua đồng dạng vấn đề, hắn sư phụ chính là nói như vậy. Diệp Ngàn Dương sư phụ nói, thuật sĩ, chính là cho nhân gian giữ nhà cẩu. Ăn kém cỏi nhất đồ vật, làm lớn nhất sự tình. Tồn tại, phải quản gia bảo vệ tốt, muốn chết thời điểm, mới có thể rời đi ra, tìm cái không ai địa phương nằm xuống. Chết cũng không thể cấp trong nhà mang đến đen đuổi. Đây là cẩu tình nghĩa. Cũng là thuật sĩ chi tâm. Ta cười nói, hai ta không phải thích đáng một hồi cẩu. Diệp Dương tà ta liếc mắt một cái, ngươi vốn dĩ chính là. Ngươi đại gia. Ta muốn bắn Diệp Dương thời điểm, trong lòng lại đột nhiên đi xuống trầm xuống, thuộc nói chịu đựng không nổi. Liền ở chúng ta nói chuyện ngắn ngủn trong chốc lát, thiên hồn bắt đầu rồi điên cùng phản công, nguyên bản đã áp hướng sườn núi thuật sĩ, ở thiên hồn phản kích dưới huyết nhục bay tứ tung. Bầu trời, ngầm nơi nơi đều là thuật sĩ bay lả tả máu tươi, mảnh liệt huyết vũ giống như là một cái xích hồng sắc giải lụa rực rỡ hoành lan ở hai giới sơn phía sau thuật sĩ còn đang liều chết nhằm phía huyết nhục đồ tràng, nhưng là nhân số lại ở điên cuồng giảm mạnh. Diệp Dương trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, ngươi xem vu môn người tới. Ta nhìn về phía đầu tường thời điểm, A Dược bá đã dẫn theo miêu cương vu sư trạm thượng đầu tường. A Dược bá hướng canh giữ ở thành thượng phong tính tử nói, truyền tin thu binh đi. Này một trận, chúng ta vu môn tới đánh. Phong tính tử dơ camera, thu không trở lại. Thuật nói đều đã sát điên rồi, không ai có thể dừng lại. Cũng đúng, dừng không được tới. Vậy cùng nhau đi thôi. Vu môn, tùy ta bày trận. A dược đoá cao cao dơ lên vu môn pháp trượng, dẫn dắt vu sư vịnh tụng kinh văn chi gian, tầng tầng sương tần đen từ vu sư trên người bốc hơi dựng lên, hướng hai giới sơn lan tràn mà đi. Không lâu lúc sau, một khối thuật sĩ thi thể liền ầm ầm tạc nứt, hắn kia một thân tranh tranh thiết cốt lại từ bay tán loạn huyết vũ trung động thân dựng lên, nắm lên tàn phá binh khí, đi bước một đi lên hai giới sơn. Ngay sau đó, biết tai bạo vang mấy ngày liền mà động, mấy vạn huyết cốt, đứng ngạo nghễ sơn gian. Lại sau đó nữa, hai giới dưới chân núi bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, dưới chân núi bùng đất bị từ dưới mà thượng lực lượng chấn thượng giữa không trung, từng khối tàn khuyết không được đầy đủ hài cốt ở phi dương bùng đất trung bò lên trên mặt đất. Đó là đã từng chết trận ở hai giới dưới chân núi thuộc sĩ Di Hài. Năm đó, không có người thấy bọn họ nhặt xác, bọn họ hài cốt cứ như vậy yên lặng trấn thủ hai giới sơn. Vô tận thi cốt hình cùng đại dương mênh mông, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai giới sơn, mở ra hàm dưới, như là ở ầm ỉ kêu sát họ hét không tiếng động, lại đinh tai nhức óc. chết trận hai giới dưới chân núi thuật sĩ huyết nhục thành bùn, anh linh phi tán, bọn họ ý chí lại vĩnh tồn thế gian. thuật giả ý chí làm cho bọn họ trở về nhân gian, thủ vệ ốc thổ. ta song quyền nắm chặt gắt gao nhìn chầm chầm vô tận cốt hải hướng sơn gian đẩy mạnh khi a dược đó dẫn dắt vu sư cũng đã hôn mê ở tường thành phía trên. vu môn bí thuật tuy rằng cường hãn, lại muốn trả giá tương ứng đại giới. một chúng đại vu đánh thức thuật sĩ ý chí lại nhìn không thấy chúng nó chống lại thiên kiếp tư thế oai hùng. Duy nhất còn sống A dược đoá rung giọng lẩm bẩm, gian đều từ, ngươi cái vương bác đảng, ta tưởng tái ký ngươi một mặt cũng không được. Kiếp sau, hy vọng đừng lại làm ta gặp gỡ vương tiểu hoáng đi. A dược đoá chậm rãi rũ xuống trong tay pháp trường, cùng nàng thống lĩnh vô môn cùng lưu tại hai giới sơn. Khúc mặt thấp giọng nói, sư đệ, thuật nói còn có thể chống đỡ được thiên hồn sao. Lý Xuân Phong lo lắng nói, thuật nói chỉ còn lại có cuối cùng một chi cường quân, nếu, đem bọn họ đều áp đi lên, còn ngăn không được thiên kiếp. Liền tính chúng ta tìm được rồi thông thiên chi lộ, cũng thủ không được hai giới sơn. Khúc mặt nói, địa phủ có thể tham chiến sao? Không biết. Lý Xuân Phong lắc đầu nói, chúng ta vô pháp đánh cuộc địa phủ hay không tham chiến, chỉ có thể đánh cuộc hai đại tính sư có thể hay không bừng tỉnh thiên đạo. Ta đang muốn đi hỏi thuật nói, cuối cùng một chi cường quân ở đâu thời điểm, lại thấy mấy trăm chiếc năm lăng thần xe, bay nhanh chạy đến hai giới dưới chân núi một chữ bài khai. Trên xe người sôi nổi nhảy ra ngoài xe, mở ra cốt xe, triệt rớt cái ở trong xe vải đỏ, công lộ ra bên trong bài vị. Hoàng đại tiên chi vị. Hồ Tam Thái gia chi vị. Đông Bắc ra ngựa tiên. Đông Bắc thịnh hành ra ngựa đệ tử, thuộc nói người trong đều biết ra ngựa đệ tử không hảo trêu chọc, lại không biết Đông Bắc có bao nhiêu ra ngựa đệ tử. Đông Bắc luôn luôn có ra ngựa bất quá sơn hải quan, cách nói, lúc này đây, ra ngựa đệ tử từ quan ngoại tới rồi, mới chậm một bước. Dân hương, thỉnh tiên. Đi đầu nữ hài điểm khởi hương đến lại sững sờ ở đương trường có người rung giọng nói, Bạch Sư tỷ, chúng ta thỉnh không tới Đại Tiên A. À? Bạch Sư tỷ quỳ trên mặt đất, các lộ Đại Tiên, hiện hiển linh đi. Chúng ta. Bạch Sư tỷ nói còn chưa dứt lời, trên nóc xe liền xuất hiện một cái treo tẩu hút thuốc râu bạc lão tiên, nha đầu, khóc cái gì A. À? Thái gia không phải tới sao. Chương 1900, Đại soái xuất chinh. Đại Thái gia. Bạch Sư tỷ hỉ cực mà khóc, nhanh lên, điểm hương, thỉnh tiên thượng thân. Đại Thái gia lắc đầu nói, này không thể được lúc này cũng không phải là một chốc là có thể xong xuôi chuyện này các ngươi kia tiểu thân thể nhưng thừa không được thái gia quá nải nhóm lực đạo oa bạch sư tỷ khóc cầu nói chúng ta không sợ đại thái gia ha ha cười nói lúc này không cần các ngươi thỉnh tiên chúng ta tự thân xuất mã bạch sư tỷ nói đại thái gia các ngươi trực tiếp động thủ này có thể được không đại thái gia ha ha cười nói đông bắc tiên gia ra ngựa bảo gia nhân gian này cũng là nhà của chúng ta nhân gian cũng chưa chúng ta còn ra cái gì mã bảo cái gì ra? tới 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 đều ngồi xuống hảo hảo nhìn thái gia quá nải uy phong đại thái gia hướng đế dày hạ gõ gõ khói bụi từ trên nóc xe đứng lên uy phong lẩm lẩm đằng đằng sát khí lão huynh đệ lão các tỷ muội đều ra tới lạp chiến thiên kiếp đại thái gia giận cuốn cùng phong bay về phía hai giới sơn trong xe bài vị ầm ầm chấn động đông bắc tiên gia tất cả ra ngựa quấy phong vân thẳng áp dãy núi tiên gia tham chiến hai giới sơn đại chiến hoàn toàn tiến vào gây cấn giai đoạn từ chúng ta góc độ đã thấy không rõ tình hình chiến đấu chỉ có thể thấy một đạo bao trùng thiên địa xoáy nước ở hai giới trên núi điên chuyển thiên hồn cùng thuật nói đều ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao chúng ta này đó canh giữ ở âm dương khách điếm người gấp đến độ song quyền nắm chặt lại thay đổi không được chiến cuộc đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có địa phủ mười đại âm soái hai giới sơn chiến báo cuồn cuộn không ngừng truyền tiếng địa phủ đầu trâu mặt ngựa đã gấp đến độ bao quanh loạn chuyển mặt ngựa gấp giọng nói lão ngưu oa lúc này mới không đến một canh giờ thuật nói liền tổn thất hai vạn người hai giới sơn phụ cận tất cả đều là quỷ sai nhưng bọn họ một cái hồn phách cũng chưa mang về tới a những cái đó thuật sĩ hồn phách đều đoạt không ra a đầu trâu cắn răng nhằm phía diêm la điện diêm quân phát binh đi cấp mặt tướng hai mươi vạn binh mã không là mặt tướng xuất lĩnh mười vạn thân vệ mặt tướng là có thể ngăn chặn hai giới sơn cấp thuật nói tranh thủ đến thời gian a diêm la điện nội không hề phản ứng phán quan lại có thể thấy diêm la song quyền đã nắm chặt ở bàn dưới hắc bạch vô thường nhìn nhau liếc mắt một cái đứng dậy hướng điện tiền đi đến đồng thời không người nói diêm quân tại thượng chúng ta huynh đệ hai người muốn từ đi âm soái chi vị đầu trâu gần sửng sốt một chút liền giận dữ nói hỗn trướng ta cùng lão mã là địa phủ sơ khai liền tại địa phủ quỷ thần muốn từ quan xuất chinh cũng không tới phiên các ngươi hai cái quỷ vương ngăn chặn đầu trâu nói bọn họ đến từ nhân gian từ quan xuất chinh không ảnh hưởng âm dương mật ước ai đầu trâu hung hăng một dậm chân chuyển qua thân đi. Diêm la điện lại truyền đến một tiếng, chuẩn. Hắc bạch vô thường lấy ra soái ấn, cung cung kính kính giao cho quỷ vương trong tay. Đồng thời xoay người hướng ngoài điện đi đến. Hai người mới vừa một bước ra đại điện, liền nhìn đến vô tận bát ngát quỷ binh, giải rớt giáp trụ, buông binh khí, chỉ ăn mặc bố y đứng ở ngoài điện. Ta chờ nguyện tùy đại soái chinh chiến hai giới sơn. Muôn vàng quỷ binh ầm ầm quỳ xuống, thanh chấn cửu u. Bạch vô thường còn không có mở miệng, một cái hồng y quan văn liền quỳ gối diêm la điện trước hạ quan trong coi quân giới bất lợi dẫn tới quân giới kho cháy tổn hại các loại giáp trụ 30 vạn bộ binh khí 30 vạn kiện mũi tên tấm chắn chờ quân giới vô số tự thỉnh xử phạt diêm la điện còn không có người mở miệng lại một cái quan văn vội vàng tới rồi khởi bẩm diêm quân hạ quan thất trách trong coi trại nuôi ngựa bất lợi dẫn tới mất đi quân mã 10 vạn thất thỉnh diêm quân giáng tội người nọ cái gọi là mất đi 10 vạn chiến mã đang ở 30 vạn quỷ tốt bên cạnh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắc Bạch vô thường nhìn nhau cười chi gian giơ tay nói, nổi trống xuất chinh. Diêm La Điện trước tiếng trống chấn động mãnh liệt, huy động dùi trống người lại là chính đại âm soái. Tứ đại phán quan sóng vai ra điện, lại dài đến mà, đại soái bảo trọng, cầu chúc đại soái kỳ khai đắc thắng. Hắc Bạch vô thường chấp tay vì lễ, bước đi hướng quân trận. Địa phủ thư ký múa bút thành văn, mỗi năm ngày nọ ngày nọ, địa phủ đại nguyên soái Hắc Bạch vô thường từ quan xuất chinh đại soái ra điện long hành hổ bộ chính đại âm soái nổi trống đưa tiễn tứ đại phán quan lại dài không dậy nổi ba mươi vạn chúng sinh tử tương tùy vĩ thay đại nguyên soái tráng thay đại quỷ thần địa phủ đại quân khoảnh khắc rời đi hai gã hồng y quan văn lại như cũ quỳ gối diêm la điện trước ngụy phán quan hừ lạnh nói lên lăn trở về đi mang tội hậu thẩm hai cái quan văn nhìn nhau cười nói chúng ta đi xem thượng đại nhân đi thượng đại nhân hào kiệt cũng hôm nay xử trảm ta chờ đi đưa một đưa đi khi đó thượng hưng ngôn đã bị trói ở trảm quỷ trên đài phụ trách giam trảm nạp lan hoài đức cấp đến độ bao quanh loạn chuyển một cái quỷ tốt nhỏ giọng nhắc nhở nói đại nhân canh giờ tới rồi lan nạp lan hoài đức một chân đem đối phương gạt ngã ở trên mặt đất lão tử nói không tới liền không tới nạp lan hoài đức phát tiếp lúc sau không khỏi đi từ giữa tới diêm quân diêm quân a người thánh chỉ như thế nào còn không có tới a thượng đại nhân không nên chết a à. đứng ở trạm quỷ trên đài thượng hưng ngôn lại mỉm cười nói nạp lan huynh đường đường địa phủ quan to cớ gì làm này tiểu nữ nhi thái a à. thượng mổ xúc phạm thiết luật lý nên đương trảm thượng mổ còn không hối hận nạp lan huynh hà tất kiên trì hạ lệnh đi